Rồi, cái yếu tố cuối cùng là yếu tố về mặt kỹ năng. Thì cái này là cái mà của anh em phải luyện từ từ giúp Thanh nè. Yếu tố về competency, năng lực. Đó là năng lực viết bài quảng cáo, mà năng lực thiết kế hình ảnh hoặc video quảng cáo. Rồi, kỹ năng phân tích, kỹ năng tối ưu. Đó, đó là bốn kỹ năng quan trọng. Anh trước khi học anh có gửi cho em cái video đúng không? Video đó, video chạy cũng ok, nhưng mà nó sẽ phục vụ không quá nhiều tới cái kết quả đâu. Nếu như mà để anh làm một cái video video dạng dọc khổ dọc mà hiệu quả là anh phải thay đổi cái kịch bản của cái video rất nhiều. Cắt bỏ những cái phần không quan trọng đi. Cái đầu tiên vô là mình phải nói là gì? Mình phải nói là Toyota giảm 50 triệu tháng 3 này. Xin mời anh chị cùng đón xem. Đó, cái đoạn đầu là phải đánh vô thẳng cái thông điệp đó. Tại vì cái video là anh muốn chạy là nhiều tháng nên anh không nói cụ thể tháng. Thì đấy, mình muốn chạy nhiều tháng, bây giờ tệp mình cũng không có được tệp chi tiết rồi, mà nội dung á mình cũng là nội dung chung chung, thì như vậy á là mình sẽ bị rớt đi. Là không chạy không có hiệu quả. Đúng rồi, thì nó có những cái cách để cho anh làm cái một cái video mà dùng được lâu dài. Ví dụ như anh có thể là anh cho cái sụt á, cái phần video thì nó cứ như vậy, cái phần nhìn nha, còn cái phần voice, cái phần âm thanh á, thì mỗi tháng mình sẽ chèn, mỗi tháng mình sẽ thu một cái đoạn âm thanh mình chèn vô riêng, anh hiểu em không? Đó thì nó ra cái mẫu mới rồi, và nhiều cái nữa. Tức là mình mỗi tháng là mình có cái chương trình khuyến mại riêng á, hay là cái âm thanh lồng 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 thêm rồi á, Mình lồng thêm âm thanh, anh vẫn dùng cái video như vậy là mấy. cái giọng giọng nói của mình, tất cả cái gì mình nói mình giữ nguyên, chỉ là thay đổi cái đoạn âm thanh lồng vừa thôi á? Không, cái đoạn giá đó anh làm cái bài mới mà giá khác, cập nhật giá mới nhất. À, tuy nhiên có cách khác nữa là Thế thì quay visual quay nha. lại đi. Visual bây giờ nha, visual bây giờ là anh làm cái dạng mà carousel, cái thẻ quay vòng. Nó đỡ tốn thời gian dựng clip mà nó vẫn hiệu quả. Thẻ quay vòng á. Đó. Thì chiều mai á, chiều mai anh em chúng ta sẽ lớp chúng ta sẽ cùng học cái phần mà visual, cái phần thiết kế. Thì Thanh sẽ chỉ cho các bạn cái công cụ thiết kế mì ăn liền rất là nhanh gọn đơn giản. Mà một khi mà một người đã biết đó rồi thì mình sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian để làm cái tấm ảnh đó. Rồi, kỹ năng phân tích, kỹ năng tối ưu đó, thì chung quy lại là bây giờ là phải có chín cái yếu tố này nhé. Ba cái về business, ba mấy hai cái về platform, và bốn cái về năng lực đó.